Tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần dạo quanh một số tuyến đường, người dân dễ dàng bắt gặp rất nhiều tờ rơi, băng rôn quảng cáo bán nhà, bán đất được treo đầy trên các cột điện, gốc cây, bờ tường hoặc có người phân phát trực tiếp tờ rơi tại vài giao lộ. Điều thu hút sự chú ý của mọi người trên những băng rôn tờ rơi này là giá nhà, giá đất nền cực rẻ, chỉ từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng, nằm ở những vị trí đắc địa, mặt tiền, đường lớn. Những lời quảng cáo còn cho rằng dự án đã được cấp phép phê duyệt, có sổ đỏ, sổ hồng riêng, thủ tục đơn giản, cộng với nhiều cam kết chắc như đinh đóng cột, khiến không ít người dân đã sập bẫy khi tham gia giao dịch với những người rao bán. Chú không tin cái giá người ta nêu, tức là 100, 200 triệu hay là thậm chí người ta đăng cả một lô đất mặt tiền nọ kia mà 4, 500 triệu chứ nữa thì không thể nào tin được. Bởi vì mình ở đây mình biết cái lộ giới như thế nào, diện tích là bao nhiêu thì làm gì có cái giá, làm gì mà có cái giá mấy trăm triệu ấy. Mà nếu mà người ta có bán cái thì đúng là lừa đảo. Chỉ có lừa đảo thì mới có cái giá ấy thôi. Lừa đảo thì có thể là cái miếng đất ấy nó không rõ ràng, cái miếng đất ấy đường tranh chấp, hoặc là cái miếng đất ấy nằm ở trong khu quy hoạch không được xây dựng. Riêng chú không tin những cái chuyện này. Con có tin, nếu mà đất mặt tiền thì làm gì 100-200 triệu mà có đất mặt tiền. Cái đó là họ chỉ nói thôi, nhưng mà sự thật không có thấy. Cái đó là ảo không à, nói chung là ảo. Thì ai thấy rẻ lại không ham. Cũng có một số người cũng nghe nói mà họ tin, nhưng mà với cô là cô không có tin cái điều đó. Không thể nào tin được. Bây giờ thì nó quá nhiều, cái địa ốc này kia nọ rồi giấy tờ tay thì cái nọ là làm là mình hoang mang. Bây giờ hãy mua mà cái dạng mà đất mà nó treo bảng này kia đó, đó là toàn là đường gạt. Mà cái đất đó chưa là đất ruộng, đất ở ngay chỗ nước chứ không phải là đất mà mình bước vô tới chân được đâu. Thậm chí có những khu đất được quảng cáo là đất vàng nhưng giá bán rẻ một cách bất thường, thực tế không như lời quảng cáo. Nhiều khách hàng đã gặp phải dự án ảo chỉ nằm trên giấy, họ đành ngậm ngùi chịu cảnh tiền mất tật mang. Lừa đảo thì nó có nhiều chiêu trò lắm. Bản thân chú ấy, cách đây 5-10 năm ấy, không phải là tin theo những lời quảng cáo ấy đâu. Chú cũng đến tận gặp tận chủ đất, đến xem miếng đất hẳn hoi, xem sổ đỏ hẳn hoi, rồi đặt cọc, rồi cuối cùng cũng vẫn bị lừa, vẫn bị mất tiền cọc, vẫn bị lừa. Người ta đã cố tình lừa ấy, thì nó có nhiều mánh khóe lắm. Thành thử mình phải rất là cảnh giác. Lúc mà người ta rao bán cho mình á, mình đặt tiền cọc rồi, người ta chỉ mình, sai sót của mình là không có tìm hiểu tới nơi, tới chốn, có nghĩa là bây giờ mình không tới được cái đất đó. Giống như mình lợi ngay chỗ mà cái tụi môi giới á, nó đặt cái trụ sở buôn bán đó, đặt đó mình mua trên giấy tờ. Mà sau này rồi á, khi mình đã đặt tiền cọc mình mua rồi á, giấy tờ và sau này làm không được, lý do là dự án nó không đền bù giải tỏa này kia đó. Cuối cùng mình cũng phải mình bán đại cho nó lấy số tiền lợi, ví dụ để có 5 năm, trường hợp thì cũng có để có 5-6 năm, mà cuối cùng mà mình làm giấy tờ không được, bắt buộc mình nó hồi đó mình đóng nhiêu giờ mà lấy lại bao nhiêu, mà mấy năm để lãi của mình cũng đâu có bị lỗ được kia nữa. Nhà đất giá rẻ được quảng cáo rầm rộ, đánh vào tâm lý khách hàng, thu hút nhiều người dân có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Từ đó nhiều người đã lâm vào cảnh khốn khổ vì trót tin theo những lời quảng cáo quá đà và thậm chí sai sự thật này. Phóng viên Camera Cận Cảnh đã gọi vào một số hotline của một tờ rơi để tìm hiểu về vấn đề này. Alo. À, em chào anh, em thấy anh có mấy cái tờ rơi dán ở trên ngay cái gần nhà em nè, thì thấy là đất mặt tiền Bình Chánh Long An 650 triệu một nền. Ví dụ như là 650 triệu một nền là đúng 650 triệu một nền luôn hay là như thế nào bạn, nó là một phần nữa hay như thế nào, mình chưa hiểu lắm. À, cái đó là thanh toán trước 50%, 45% đó bạn. Là 45% là 650 triệu hả bạn? À, thì hiện tại thì nói chung là bên đó đã có sổ đầy đủ rồi, thì được sang lắp mặt bằng hết luôn rồi, bạn sổ đầy đủ hết. Bạn mua là sang chứng công tơ trong ngày thôi, tại vì mình cũng đã cái giá đó để cho mọi người sẽ để ý á. Ừ, vậy là 650 triệu thì chỉ là mới thanh toán 35% thôi. Còn giá gốc của nó thì bao nhiêu bạn? Giá gốc của bên đó là khoảng đến 1,2-1,3 rồi. Bạn sẽ chỉ cần trả trước 45% thôi là bạn đã có thể nhận được nền đó. Có đặt cọc hay gì không bạn? À, đặt cọc là bên đó là đặt cọc trước 100 triệu đó bạn. Tuy nhiên, với những dự án đất nền giá rẻ, thấp hơn giá trung bình phổ biến trên thị trường địa ốc thì luôn tiềm ẩn yếu tố rủi ro.
Cảnh giác thì có hai mặt. Thứ nhất là về mặt pháp lý, mình xem rõ ràng cái miếng đất hay là cái bất động sản mình mua ấy là nó phải có cái lý lịch minh bạch. Mà tốt nhất là mình đến phường hay đến địa chính của phường mình tìm hiểu. Cái thứ hai nữa là khi mà giao nhận tiền bạc ấy, mình cũng phải cảnh giác một cái đó. Là khi mình mua một cái đề đó, mình mắt mình thấy được, mà mình tới miếng đất, mình bước chân tới miếng đất được đó, thì mình nên mua. Còn đứng ở ngoài xa chỉ đừng bao giờ mua. Muốn mua cái đó phải lên phường, bên xã hỏi thực tế miếng đất đó là có quy hoạch ra là không, miếng đất đó như thế nào để họ đặt tiền mua. Còn mình thấy trên giấy tờ này kia rồi rất dứt khoát đừng bao giờ mua. Chính vì thế, để tránh bị lừa vì những lời quảng cáo về các dự án địa ốc giá rẻ phi lý, người dân cần cảnh giác và cẩn thận, phải hiểu kỹ về nguồn gốc nhà, đất, giấy tờ sở hữu, thông tin về quy hoạch và quy định của chính quyền, mức độ uy tín, lý lịch hoạt động và năng lực tài chính của chủ đầu tư trước khi quyết định chồng tiền để mua địa ốc. Mong muốn làm sao mà cải thiện đó, như thế nào để mà cho nó giảm bớt đi những cái tình trạng xấu đó, đó để cho dân người ta có một cái lòng tin thì đất nước mình nó mới phát triển. Chính quyền nên cũng nắm bắt để thông báo cho người dân nó biết để tránh rủi ro, người ta cũng không có hiểu nhiều. Các cơ quan chức năng cần có những biện pháp chế tài, ngăn cấm và có thể đưa ra tòa án những cá nhân, công ty địa ốc quảng cáo lừa, công khai bán nhà, bán đất ảo như hiện nay. Vì đã tạo nên những tác hại không nhỏ cho xã hội, cho người dân và nền kinh tế của đất nước. Nhưng mà tôi đâu phải xe ôm đâu. Dạ em biết, nhưng mà bây giờ em đang có việc gấp lắm anh giúp giùm em đi anh. Bây giờ tôi cũng phải có việc về dưới nhà rồi. Anh ơi, anh về đâu vậy anh? Tôi về Bình Chánh cơ. Trời hay quá. Anh, nhà anh gần nhà em á, anh cho em quá vàng nha nha. Mẹ em bệnh nặng ở nhà, giờ em về không kịp là không được đâu anh. Hàng xóm qua báo mẹ em bệnh nặng lắm anh. Nhưng mà tôi phải đi công việc của tôi, thì cô tự bắt xe rồi về đi. Anh ơi, không có như anh làm phước gì anh bây giờ. Anh giúp em đi anh, giờ anh cho quá gian gấp đi anh, em năn nỉ anh á anh. Tôi nói thật là tôi có việc mà bây giờ bắt xe đáng bao nhiêu tiền đâu, có mấy chục ngàn là cô về được dưới đó mà. Em nói thiệt với anh á, sáng hôm nay em rớt hết tiền, em còn đồng nào trong túi, em còn là sinh viên nghèo nữa anh. Giờ mẹ em mang bệnh nặng ở nhà, anh giúp em nha anh. Nhưng mà tôi đâu biết cô là ai đâu hay nè, bây giờ như này đi, tôi đưa cho cô ít tiền rồi cô tự bắt xe rồi đấy ha. Anh ơi, bây giờ mà bắt xe là không biết chừng nào mới về tới nhà. Coi như anh làm ơn làm phước, anh làm anh có đức cho con cháu anh nha. Anh giúp em đi anh. Lẹ lên anh, mẹ em muốn chờ nổi đâu anh. Mẹ cô bệnh nặng lắm hả? Dạ dạ. Thôi rồi cô lên xe đi. Dạ dạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Đây nó chạy rồi. Đội loán vào đi, công an người ta bắt. Thấy chưa? Dừng. Con này ra coi. Mày bước xuống xe cho tao. Xe mày. Ủa là xuống xe mày. Băng ngày băng mặt mày dám dựng vợ tao đi đâu? Mày biết nó có gia đình rồi không? Không, anh ơi, anh chịu nhiều lắm rồi. Mày dựng cái miệng mày lại. Mày dựng mặt mày băng ngày mày dựng cái khách sạn hả? Không, anh. Mày dựng nó cho khách sạn luôn, hẻm này hẻm khách sạn. Mày cũng nghe được không? Mày đi ra đâu? Con này đi ra coi. Mày dựng anh chịu tôi nghe. Mày dựng mặt rồi. Dựng mặt đâu hả? Mày dựng mặt đâu hả? Mày bây giờ tôi phải về nhà tôi gấp rồi. Anh ơi, anh về đâu vậy? Tôi về Bình Chánh cơ. Dạ, nhà em cũng gần Bình Chánh anh. Coi như anh cho em quá về, em về nhà em nha anh. Nhưng mà tôi phải ghé chỗ kia một chút rồi tôi mới về nhà. Anh ơi, anh coi như anh làm phước anh giúp được em đi anh. Mẹ em đang bệnh nặng ở nhà anh. Bây giờ mà em muốn về là không mất kịp đâu anh. Hay là cô bắt xe ôm về đi. Em đi đường em bị rớt hết tiền rồi. Giờ em có đồng nào trong túi. Anh ơi, giúp giùm em nha anh. Mẹ cô bệnh nặng. Dạ.
Thôi được rồi, cô đứng vào đây. Để tôi chạy lên ngã tư, tôi kêu xe ôm rồi tôi trả tiền cho rồi chú ấy chở cô đi nhá. Tập đi ra nào. Khỏi lo, gà của em à. Em nhìn thằng này á, còn xanh và non lắm. Mà gái mà. Chị gì? Lát em giả bộ á, làm chồng con này. Chị là chị chồng. Em tới em chúc đầu nó lôi xuống xe em quýnh. Ừ, mày lôi nó xuống đi. Xong rồi ba đứa bu lại quýnh nó. Nhưng mà mày phải chụp cái đầu nó nha. Chị yên tâm. Mày chụp cái đầu nó đi, còn cái xe đó để tao với con kia lo cho. Ok.